Có thể nói, tập 24 của bộ phim Quỳnh Búp Bê là một trong những tập khiến khán giả xúc động nhất và dành nhiều lời khen về vai diễn Quỳnh cho Phương Oanh. Phân cảnh Quỳnh lần thứ hai tìm về quê Lan và bàng hoàng nhận ra Lan không còn là Lan mà Quỳnh từng biết đã được Phương Oanh lột tả chân thật đến từng chi tiết. Bên cạnh cuộc hội ngộ đẫm nước mắt của Quỳnh và Lan thì phân đoạn Quỳnh lớn tiếng giáo huấn cho anh trai và mẹ của Lan một bài học ở trong tập 24 của bộ phim cũng khiến khán giả hả dạ và hài lòng không kém. Thêm vào đó, cảnh Quỳnh nghẹn ngào chứng kiến sự điên dại của Lan rồi bật khóc nức nở một cách đau đớn cũng lấy đi không ít nước mắt của người xem. Trước đó, gia đình của Lan cứ giấu giấu giếm giếm, cố tình không cho Quỳnh biết về bệnh tình của Lan. Quỳnh vẫn hàng ngày mong ngóng tin của người chị tốt bụng. Gặp biến cố với bao nhiêu tủi nhục, cô cũng chỉ biết gọi điện kể lể cho chị mà vẫn bặt vô âm tín. Bị đánh ghen, bị dè bỉu, bị người ta coi thường trơ mặt sàm sỡ, gọi điện ra giá mà cô không cả dám đổi số điện thoại chỉ vì chờ cuộc gọi của ai đó. Vậy mà cuối cùng, lần thứ hai về quê Lan, Quỳnh cũng gặp được chị. Nhưng rồi cô bàng hoàng nhận ra, giờ đây Lan không còn là Lan của ngày xưa nữa. Quỳnh ôm lấy chị gái bật khóc nức nở. Khi nghe anh trai Lan kể lại quá trình, cô từ một người bình thường trở thành một kẻ điên dại như hiện tại, Quỳnh đã uất ức không kiềm chế được mà phải bật khóc và lớn tiếng trước sự vô tâm của gia đình. Sao lúc các người nhận được những đồng tiền ấy, các người không đặt ra câu hỏi chị ấy làm nghề gì mà nhiều tiền thế? Thân gái một mình ở thành phố, không học hành bằng cấp thì làm gì ra? Cô nhận ra rằng, dù Lan có hy sinh bao nhiêu vì cái gia đình này thì những người thân của Lan cũng chẳng thấy biết ơn cô chút nào. Tập 24 của Quỳnh Búp Bê đã khiến rất nhiều khán giả xúc động và nghẹn ngào. Nhiều người cho biết, những phân đoạn Quỳnh ôm Lan khóc tại nghĩa địa hay Quỳnh chất vấn gia đình đã khiến họ không kìm được nước mắt. Quỳnh xót xa cho người chị tận tình, tận nghĩa vì sự vô cảm của gia đình mà trở nên điên dại. Vì không được chạy chữa kịp thời mà nay chẳng còn nhận ra ai nữa. Bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu suy nghĩ hiện lên trong đầu Quỳnh. Cô lập tức đưa Lan đi khám. Muốn chạy chữa cho Lan, muốn chăm sóc cho Lan, nhưng rồi nhìn cả đống giấy tờ ghi hóa đơn, cô đành bất lực rời về thành phố. Làm sao để có tiền, có nhiều tiền để cứu Lan đây? Đầu Quỳnh hiện lên suy nghĩ, một ngày làm điếm, cả đời làm điếm. Đó có lẽ cũng là suy nghĩ của không ít những cô gái đã bước chân vào nghề này. Bởi cuộc đời đã đến mức này thì có còn gì để mất? Chẳng phải là dù họ có cố gắng sống lương thiện, cố gắng sống tử tế thì người ta vẫn nhìn họ nhơ nhớp đó sao? Vẫn hàng trăm, hàng ngàn tin nhắn bay nhảy trong điện thoại trả giá đến ngàn đô. Vậy thì nhơ nhớp để có nhiều tiền và nhơ nhớp mà không có tiền, giữa lúc khốn khổ, người ta sẽ chọn cái nào đây? Cuộc sống là cả một chuỗi những thử thách, những khó khăn và bi kịch. Khi mà khó khăn nọ chồng lên bi kịch kia thì bản lĩnh là điều quyết định số phận con người. Trong cái nghèo khó và sự kém hiểu biết ấy, chính anh trai của Lan còn thốt ra một câu: cướp của, giết người, buôn ma túy thì tôi không dám làm rồi. Bây giờ tôi còn biết phải làm gì, tôi mà xinh đẹp như cô. Chưa kịp để anh nói hết câu, Quỳnh đã chỉ mặt cấm anh không được xúc phạm cô. Lan đã từng vì gia đình, vì yêu gia đình mà chọn sai cách để rồi phải trả giá bằng sự vô cảm từ chính những con người ấy. Vậy thì giờ đây, Quỳnh có vì quá đau xót cho Lan mà lại đi theo vết xe đổ ấy, lại một lần nữa đi lầm đường. Cô không dám nghĩ tiếp, bởi cô vẫn còn con trai thất lạc và cô không muốn khi nhận con về, cô vẫn đang mang danh làm gái. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh. Nếu các bạn thấy video hữu ích hay có bất kỳ góp ý nào, xin vui lòng viết bình luận ở bên dưới. Chúng tôi xin chân thành tiếp thu và rút kinh nghiệm để thực hiện những video chất lượng hơn. Hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé!